perfect date starts in a small cafe. There's hearts everywhere 'cause it's Valentine's Day. Chào mọi người, tháng này có lẽ sẽ hơi nhiều travel vlog một tí tại mình đang nghỉ giữa kỳ ấy. Thì mình chuẩn bị đi Cao Bằng, chuyến này mình định đi là ba ngày hai đêm, nhưng mà gần đến ngày thì bạn mình lại có việc đột xuất ấy, thế nên là bọn mình book lại để dịch chuyển ngày còn có một đêm thôi, hai ngày một đêm, khá là ngắn ngày nên là mình đã định không vlog lại, nhưng mà thôi cứ quay cái intro đã. Nếu mà mình quay được nhiều cảnh ở Cao Bằng thì mình sẽ edit cái này thành một cái vlog. Bây giờ thì bọn mình sẽ phải đi từ nhà đến bến xe Mỹ Đình. Mình đi chuyến là khoảng 8 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, thì bây giờ sẽ quấn tóc qua thôi, lên thì chắc là nằm chơi điện thoại với cả ngủ ấy mà. Hôm nay trời Hà Nội âm u dã man, mình mong là đến Cao Bằng những cái ngày sau đấy, ngày mai ngày kia nó nắng lên một chút xíu, hoặc là xui nhất thì ok không có nắng cũng được, nhưng mà đừng có mưa là được. Đi ngắn nên là mình cũng chỉ mang đơn giản một cái ba lô như này thôi. Ok, let's go. Không mua đi, không biết. Ok, cái này ăn cũng ngon. Không ngờ trong bến xe Mỹ Đình lại có cái này luôn. Nhà xe ngày hôm nay mình đi đây thì là nhà xe Khánh Hoàn. Thực ra là mình cũng chưa bao giờ tự đặt vé để đi xe giường nằm cả, thế nên là mình có lên Google và search thử nó ra một đống các nhà xe luôn. Mọi người cứ thử gọi và xem là nhà nào còn chỗ nha. Mình đã vừa lên xe rồi mọi người ạ, và cái xe này nó xịn hơn là mình nghĩ. Mình thì đã ăn tối rồi, nhưng mà chuyến này mình đi là từ 9 giờ tối hôm trước đến tận 4-5 giờ sáng hôm sau cơ, khá là lâu ấy, nên là có mua snack để ăn trên xe cho vui nữa. Ngồi ăn snack chán chê nằm lăn qua lăn lại chơi điện thoại thì bây giờ đã là 1 giờ rồi. Mặc dù là vẫn chưa buồn ngủ nhưng mà bây giờ mình sẽ tắt đèn đi ngủ thôi. Bọn mình đến Cao Bằng vào lúc nào giờ sáng rồi, ở đây đang kiểu không có gì ấy. Bọn mình xuống xe thì nó cách cái homestay của bọn mình đặt khoảng 2 km, thế nên bây giờ đang phải đi bộ. Ừ, không hiểu sao trên map nó ghi là đi bộ mất 29 phút, để xem là đi mất bao nhiêu phút. Mọi người đã đi 50 phút liền mà vẫn chưa thể dậy. Lạc rồi. Bạn bảo là mình rõ, mình có lợn này. Đoạn này thì mình đã phải gọi anh quản lý homestay đến và anh ấy đã giải cứu mình. Cuối cùng mình đã tìm được homestay rồi. Vừa đến homestay và bọn mình đã mất gần 1 tiếng để tìm được cái homestay này, mặc dù là mình ngồi ngay trên kia rồi, nó ngay đây đấy. Và đây trông chill dã man. Nguyên đây nè, cái đầu một mắt chẳng mất lên từ mình bị đau mắt ạ. Trời ơi, cho mọi người xem room tour cái phòng này. Cái phòng này thì là kiểu gác mái mọi người, nên nó hơi chéo chéo ở trên mái như thế này, phòng kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn ra ngoài kia. Đó, và đây giường nhỏ, bàn đâu giường cũng nhỏ luôn, và có một cái kệ như này. Ở ngoài này bọn mình sẽ có kiểu vệ sinh chung ấy. Có cái chỗ đậu xanh nữa, xịn ghê. Đến đây thì bọn mình có nghỉ ngơi một chút xíu, rửa mặt mũi chân tay và make up nữa. Và món đầu tiên bọn mình định ăn ở Cao Bằng là bánh cuốn. Lần này thì mình không định xem review rồi ăn ở những cái quán hot hot, mà chỉ định lượn đường thấy quán nào đông thì vào ăn thử thôi. Đây thì là 147 kim đồng nhá. Hai bánh cuốn đầy đủ và ở đây có những cái đồ ăn kèm nữa như kiểu là ớt chưng này rồi thì măng thì măng ngon ghê, và một cái này chắc là bẫng hả hay là gì, người thử thì kiểu tỏi thì ngon ghê. Mời mọi người ăn sáng với bọn mình nha. Trước khi đến Cao Bằng thì mình có thử ăn một cái quán bánh cuốn ở Cao Bằng ở Hà Nội rồi, và mình thấy kiểu nó không được hợp vị mình cho lắm ấy. Mình vẫn nhớ là vị nó nhạt nhạt và kiểu ngang làm sao á. Lần này được ăn bánh cuốn Cao Bằng bản real, và không biết các quán khác như thế nào, nhưng mà quán này mình kiểu wow, nó khác hẳn vị mình ăn ở Hà Nội luôn. Và nếu được đánh giá mình sẽ cho quán này 10 trên 10. Nước dùng thì ngọt này, bánh cuốn tráng rất là mịn, và trứng ăn kèm thì mềm mềm, có cả chả giò nữa. Buồn cười quá.
lại một người BTS Jin luôn mà. Như cái này bán tất cả các thành viên đúng không? Sao em lại chọn Jin đấy? Em chọn bữa. Cái cô đứng em chọn cái gì? Điểm đến đầu tiên trong hành trình Cao Bằng lần này của chúng mình thì sẽ là Hồ Thăng Hen. Từ chỗ bọn mình ở thì nó sẽ cách khoảng 30 km. Phương tiện di chuyển chính lần này của bọn mình thì sẽ là xe máy. Mình thuê cái xe này ở homestay luôn với giá là 100.000 một ngày nhá. Còn xăng thì bọn mình cứ đi bao nhiêu bọn mình tự đổ bấy nhiêu thôi. Mình vừa đi khoảng 1 tiếng đồng hồ để lên đến đây là núi Mắt Hần với cả là Hồ Thăng Hen. Nhìn hồ siêu siêu xanh luôn, nhưng mà vấn đề bây giờ là không biết đi đường nào để xuống hồ. Nhìn lấp lánh luôn, chắc là trong camera nó sẽ không rõ ở ngoài siêu siêu xanh. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường xuống, nhưng đây là một cái đường mòn ấy. Đi dốc dã man, trong khi ở kia ngay bên cạnh là đường cầu thang ạ. Trong mỗi chuyến đi thì ngoài những địa điểm mới, những vẻ đẹp mới ra thì bọn mình còn có thể nói chuyện, có thể kết nối với nhiều người mới hơn. Trong chuyến đi lần này thì mình có gặp một vài cô chú cũng vào đây tham quan và mình còn nói chuyện một vài câu vui vẻ. Thế là lúc sau lên đường nghỉ, các cô chú bảo bọn mình vào đây ngồi chung vui. Sau đấy còn bảo chuẩn bị đi đám cưới ở đây nên rủ đi cùng. Không biết tên quán là gì luôn tại vì nó ghi ở đây. Đang đi đường thì buồn ngủ quá nên là bọn mình ghé vào một cái quán cà phê, mình cũng không biết tên là gì nữa. Chắc là cái tên nó ghi ở cửa kia và order bác sĩ ở đây. Sau đấy thì bọn mình di chuyển đến thác Bản Dốc. Vé tham quan ở đây thì có 40.000 thôi, cộng với 5.000 phí bảo hiểm du lịch nữa. Trước khi đến Cao Bằng thì mình có tìm hiểu trước và mình thấy tất cả những cái địa điểm du lịch ở Cao Bằng hầu như đều rất là rẻ, giá chỉ có khoảng dao động từ 20.000 cho đến 40.000 thôi. Trong này còn có các dịch vụ đi bè này cũng có 50.000 một người. Mình vừa đến thác Bản Dốc rồi đây và máy mình chỉ còn kiểu dưới 10% thôi mọi người, nên là không biết nó sẽ sập lúc nào. Mình đi từ cái núi Mắt Hần, à không, cái hồ Thang Hen thì đi đến đây mất khoảng 65 km, hơi bị xa một tí, kiểu hai đứa con gái đi hơi bị mệt một chút xíu, nhưng mà nếu mà mọi người đến Cao Bằng thì must have mọi người phải đến thác Bản Dốc nhá. Mùa hè mà ra đây thì siêu siêu mát đây. Ngày hôm nay bọn mình đi thì nó cũng không nắng hay là không mưa gì cả, trời kiểu bình thường ấy, khá là mát. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds. Ở đây mình có rất là nhiều đường để mọi người có thể đi xuống ấy. Kiểu mình thấy đường nào đi vào cũng siêu đẹp. Ở đây chắc là chụp ảnh xinh lắm nhỉ. What kind of shooting stars on the side of my bed and now your lips tattooed on the side. Ngồi dưới thác Bản Dốc này siêu siêu mát luôn ý. Bọn mình có đi vài vòng chụp ảnh ở mỗi chỗ một vài cái rồi, nhưng mà đến tầm này vẫn chưa muốn về, vẫn cố chụp ảnh thêm một chút. Mình chụp ảnh ở trong này một lúc thì bây giờ đã là gần 3 giờ chiều rồi, chắc là bọn mình sẽ chạy qua động Ngườm Nga vì nó ở ngay đấy, xong rồi về thôi. Chắc lúc về thì cũng phải đến 5 giờ chiều. Thì đấy. Bọn mình vừa tắm gội xong và nghỉ ngơi một tí. Tối nay bọn mình sẽ đi ăn tối bây giờ. Cho mọi người xem ở bên ngoài nhỉ. Buổi tối ở đây như kiểu người ta không mở đêm mày đúng không chị? Em biết trên phố thằng thấy gì? Phố đi bộ à? À nhưng mà nó bán mấy cái đồ ăn vặt linh tinh, không phải đồ ăn tối. À. Khoảng 7 giờ tối hôm nay là bọn mình đã ra đường để kiếm gì để ăn tối rồi. Định là sẽ ăn phở chua hoặc là ăn một số các loại bánh của Cao Bằng như là bánh kiến ấy, bánh trứng kiến. Nhưng không hiểu sao đợt này bọn mình đi thì giờ thấy ra đường đã không có gì để ăn rồi ngoài những cái đồ như thế này. Lượn thấy một hàng cháo thế nên là vào ăn tạm và sau đó vào chợ kiếm một cái gì đấy ăn vui vui. Sợ nếu mà ăn cháo không thì tối bị đói. Hôm nay là thứ mấy ạ? Thứ 6. Hôm nay thứ
giá mà ở đây có kiểu phố như phố đi bộ ở Hà Nội, không biết là ngày thường có như thế không. Thế là lại ngày lễ à? Đông lắm luôn. Ngon dã man, nó kiểu thơm ấy, thơm mùi lá dã man. Mùi homestay luôn, tại vì bọn mình vừa đi qua phố thì chả thấy một cái cà phê nào trông hợp lý cả. Nhìn có vẻ là cái này vẫn ok nhất nên là về nhà luôn. Homestay này bọn mình book thì có một cái tủ sách mini để ngoài ấy, thì bọn mình có thể chọn sách ở đây và đọc luôn. Thế là mình có chọn một hai cuốn và ngồi ở đây đọc một lúc. Mình đến nhiều chỗ cái tủ sách nó để mấy cái sách trông rất là buồn cười, kiểu bề bề cho có ấy. Nhưng mà cái tủ sách ở đây khá là hay, có mấy cuốn trông kiểu nó hợp gu mình ấy mọi người. Không dám nói to tại vì mấy cái phòng xung quanh đang ngủ. Mình đang ngồi ở một cái chỗ ngoài này như kiểu là free space, như kiểu là một cái library, một cái thư viện chung ấy. Đó thì một cái tủ sách chung, chắc là ngồi đây một tí xong rồi sẽ vào phòng đọc lúc. Đây có gặp mấy cái cuốn trông kiểu hợp gu mình đã mang luôn ấy. Mình book cái homestay này ở trên booking thì giá nó cũng rẻ nữa. Thế nên là cho đến bây giờ mình thấy, nghĩ chưa thấy cái gì thì chê 10 trên 10. Cũng khá muộn rồi, skincare với mình và đi ngủ thôi. Mỗi lần đi chơi như thế này thì mình skincare rất là đơn giản luôn. Dán cái máy lên này, rửa mặt và bôi một tí kem dưỡng ẩm nữa, thế là xong. Mình vừa ngủ dậy lúc 5:30 và bây giờ đã là hơn 6 giờ rồi. Và bây giờ bọn mình sẽ đi ra suối Lenny lấy phác bó. Sáng ra trời cảm giác là hơi lạnh lạnh xíu. Hôm nay thì mình ăn mặc siêu đơn giản thôi, quần jean này kết hợp cùng với một cái crop top và khoác ngoài là áo sơ mi nữa. Ôi dồi ôi, vừa sáng ra mấy đứa này đã quấn quýt ở đây rồi. Một đứa nữa đâu. Này cho mọi người nhìn xung quanh buổi sáng, kiểu cảm giác mùi sương này, mùi lá cây, cây cỏ, cảm giác kiểu chilling dã man. Bây giờ thì bọn mình sẽ lấy xe máy để đi ăn, có rất là tiếng gà gái đấy, đi ăn phở chua. Tại vì tối hôm qua tìm thì không có thấy một cái hàng nào mở giờ đấy. Mới có 7:30 tối thôi mà tìm mấy cái quán để ăn tối chẳng thấy gì cả, toàn mấy cái đồ linh tinh thôi mọi người. Thế nên là hôm nay sẽ đi ăn nốt phở chua. Nếu mà có thể trên đường bọn mình sẽ mua một số những cái loại bánh ở Cao Bằng như là bánh trứng chiên các thứ, rồi mang đi ăn thôi. Tại vì mình nghĩ mình cũng không kịp đi ăn hay là gì cả buổi trưa, tại hôm nay hơi vội một chút. Mình thấy đi xe từ Cao Bằng về Hà Nội nó sẽ chỉ có những cái chuyến khoảng hoặc là đi sáng hẳn này, hoặc là đi giờ trưa, hoặc là đi kiểu một phát về đến Hà Nội là đêm rồi ấy. Nên là bọn mình đi buổi trưa thì về Hà Nội sẽ là chiều, chứ không có cái chuyến nào từ chiều về cả. Đó, thế nên là hơi gấp một chút xíu. Bây giờ thì đi thôi. Bọn mình vừa gọi hai bát phở chua ở đây ở đầu cái Hiền Giang ấy mọi người, siêu đông luôn. Quán này thì tên là Phở Quyên. Như tiêu chí đi chơi ban đầu của mình thì mình có nói là mình cứ lượn thôi và thấy quán nào đông thì mình sẽ vào ăn thử. Sáng nay bọn mình đi ăn cũng khá sớm, khoảng 6:30 thì đã thấy siêu đông như thế này rồi. Trong cái bát phở chua này thì có cả lạp xưởng này, có cả thịt ba chỉ rán này, rồi thì thịt vịt quay nữa và các loại rau ăn kèm. Đánh giá trên khẩu vị ăn của mình thì mình thấy nước dùng ở đây có vẻ hơi ngọt một chút xíu cái nước để trộn ấy. Nhưng mà để gia giảm cho vừa hơn thì mình có vắt chanh nhiều hơn một chút thì ăn cũng khá bon mồm đấy. Trong khu di tích Bác Bó này thì bao gồm nhà tưởng niệm Bác Hồ này, hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn, hang Ngườm Vài, suối Lenin, bản đá nơi Bác Hồ làm việc và một vài những cái thứ khác nữa. Trước khi đến đây thì mình cũng đã xem ở trên YouTube rồi thì xem ở trên Insta xem mọi người chụp ảnh rồi. Thế mà lúc đến đây nhìn mắt thật vẫn bị bất ngờ ấy. Nước ở suối Lenin thì trong mắt luôn mọi người ạ, có thể nhìn thấy ở đây cả cá ở đáy luôn này. Lên hình lên video thực sự là không thể diễn tả được cái sự đẹp của con suối này luôn ấy mọi người.
Bọn mình có đi vào trong này xem những cái di tích lịch sử này và ngắm cỏ cây suối nữa. Trời ơi, nó thực sự là siêu đẹp. Nếu mà có thời gian rảnh hay là có điều kiện để đi thì mọi người có thể thử đến đây nhá. Khu di tích Bác Bó này chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng, nhất là những người mà muốn tìm hiểu về lịch sử này hay là yêu thiên nhiên ấy. Chuyến đi Cao Bằng lần này của bọn mình tuy hơi ngắn, mình nghĩ là chưa thể đủ để cảm nhận được hết Cao Bằng, nhưng có lẽ cũng vì ngắn nên là lúc về mình cảm thấy có chút bồi hồi, cứ như là sao một người mình yêu ấy mọi người. Mình nghĩ là mình đã yêu cảnh vật ở nơi này rồi, nhưng có lẽ đến đây thì phải hẹn mọi người trong video lần sau rồi. Bye bye.